chương trình video thường xuyên của Hiếu. Và ngày hôm nay Hiếu Hải Sản sẽ mang đến cho khách hàng thương yêu của Hiếu một món ăn được chế biến rất là ngon nè, bổ là dưỡng, đến từ tổ yến nha cả nhà. Đây, cả nhà cùng xem nha. Và để cả nhà không có đợi lâu nữa thì hôm nay Hiếu sẽ mang đến đây cho cả nhà một anh bếp với 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nhà hàng Trung Hoa ha. Tên tên tên, xin mời anh. Chào mọi người, mình là Phong. Mình đã làm 10 năm kinh nghiệm trong nghề, có làm một số nhà hàng khách sạn 5 sao. Và hôm nay mình đem đến cho quý vị các bạn một món ăn vô cùng bổ dưỡng, vô cùng hấp dẫn, đó là chè yến thập toàn đại bổ. Và sau đây nguyên liệu gồm: đây là tổ yến đã làm sạch lông, đây là tổ yến đã sơ chế, mình có thể ngâm với nước nóng 2 lần. Một lần đầu tiên mình ngâm trong vòng 15 tới 20 phút mình để làm cho loại bỏ những chất dơ. Lần thứ hai thì mình có thể làm cho tổ yến nở ra hoàn toàn thành hình phẩm như bây giờ. Và đây là ong trùng, đây là kỷ tử, đây là táo tàu, mình có 2 loại, đây là nhân sâm và đây là đường phèn. Anh Phong đã chia sẻ cho cả nhà về cái nguyên liệu để chế biến món tổ yến thập toàn đại bổ. Và sau đây Hiếu và anh Phong sẽ cùng vào bếp để chế biến món chè tổ yến thập toàn đại bổ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà ha. Anh Phong ơi, mình action đi anh. Và sau đây mình bắt đầu nấu món tổ yến thập toàn đại bổ. Yeah. Đầu tiên mình sẽ bỏ đường phèn. Đầu tiên cả nhà bỏ đường phèn vào nha cả nhà. Đường phèn mình bỏ vào, mình hãy chờ cho đường phèn nó tan hết. Yeah. Vì trong đường phèn nó sẽ có vài sợi chỉ. Yeah. Mình sẽ chờ đường phèn tan hết để mình lấy một cây vợt, mình vớt hết sợi chỉ đó ra. Yeah. Rồi mình mới bắt đầu mình bỏ vào đây những loại thực phẩm mình đã chuẩn bị sẵn. Cả nhà nhớ nha, mình đầu tiên là mình để nước xong mình cho đường phèn vào để rồi mình chờ cái đường phèn nó tan hết nha cả nhà, để cho nó ra những cái sợi chỉ hoặc ra những cái chất mà nó không sạch á, rồi mình lược ra một dòng để cả nhà ha. Đường phèn đã được lọc rồi, các bạn bắt đầu bỏ thêm nhân sâm, táo tàu, táo đen và kỷ tử, đông trùng hạ thảo. Và các bạn nhớ hãy mở lửa nhỏ trong vòng 30 phút tới 45 phút thì các bạn sẽ hoàn thành được sản phẩm. Hôm ơi, cho Hiếu hỏi là vì sao là mình cho hết tất cả các sản phẩm vào và mình mở lửa nhỏ trong vòng khoảng từ 30 đến 45 phút vậy anh? Để có tác dụng gì vậy anh? Thường món qua thì mình sẽ cần cái độ hầm, độ lâu của cái sản phẩm để nó có thể ra toàn bộ cái chất ngọt và cái chất bổ của toàn bộ, như là nhân sâm, kỷ tử sẽ cho chất ngọt, táo tàu sẽ cho chất thanh mát của mình. Mình để lâu 30 phút hoặc tới 45 phút thì mình sẽ ăn được hoàn toàn chất bổ, chất ngon của toàn bộ sản phẩm mình có thể tìm bỏ trong đây. Vậy là cả nhà ơi, mình mở lửa nhỏ trong vòng từ 30 phút đến 45 phút là mục đích là để cho tất cả các nguyên liệu ra hết những cái chất ngọt, thứ hai là các cái thành phần dinh dưỡng của các chất nó hòa quyện vào nhau nha cả nhà. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi khoảng 30 đến 45 phút nha cả nhà nha. 30 phút đã trôi qua, bắt đầu các bạn hãy cho yến vào. Mình cho yến vào trong nồi đó luôn hả anh Phong? Dạ, mình cho yến vào để nó có thể ra cái chất ngọt của yến và cái vị của yến nó sẽ hòa tan vào trong những thành phần mình đã chuẩn bị sẵn trong đây. Khi là mình cho yến vào bao lâu là mình tắt lửa là được anh Phong? 5 phút là mình có thể hoàn thành sản phẩm mình được rồi. Nếu mình thời gian dài quá thì yến sẽ mất đi cái vị đáng có của nó. Thì sau 30 phút nha cả nhà nhớ dùm là sau khi 30 phút mình đã hầm xong những cái nguyên liệu từ ban đầu, và sau đó là mình cho tổ yến mình đã chuẩn bị từ đầu trước, mình cho vào trong đó khoảng cỡ 5 phút, anh Phong nói là khoảng 5 phút thôi, vì mình cho thời gian lâu quá thì cái thành phần dinh dưỡng của yến nó sẽ không có còn giữ nguyên và nó sẽ mất rất là nhiều thành phần dinh dưỡng nha cả nhà. Thì trước khi mà anh Phong múc cái sản phẩm ra thì Hiếu cũng chia sẻ một chút xíu về cái tổ yến hiện tại bên Hiếu Hải Sản đang cung cấp nha cả nhà. Đây là cái yến mà yến đá bên Hiếu Hải Sản đang cung cấp. Thì tổ yến thì là một trong những cái gọi là cái sản phẩm hiện tại trên thị trường rất 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 là nhiều nơi bán, và hiện tại ở
tổ yến được ở ở tại châu Á thì tổ yến là một trong những cái nơi mà có rất là cái hàm lượng dinh dưỡng của tổ yến á, cực kỳ cao, và Việt Nam mình cũng là nằm là một trong những cái đất nước mà có tổ yến về cái thành phần dinh dưỡng cực kỳ chất lượng được thế giới công nhận nha cả nhà. Thì hiện tại tổ yến của bên Hiếu cung cấp á, thì là yến đá nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem nha. Yến đá nó khác với những cái loại yến trên thị trường như thế nào? Thì thứ nhất về cái sợi của nó sẽ rất là nhiều sợi. Cái thứ hai về cái độ giòn của cái yến nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ gọi là nó sẽ giòn hơn những cái loại yến trên thị trường cung cấp nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn xem nha. Và cả nhà ơi, còn chần chừ gì nữa, khi nào cả nhà có nhu cầu về tổ yến thì cả nhà hãy gọi đến số hotline của Hiếu là 0913 555 437. Cả nhà có thể hỏi bất kỳ một cái thông tin gì về yến nè thì đều được các bạn sẽ tư vấn và hướng dẫn kỹ cho cả nhà cái cách mà chọn lựa và cái cách mà để mình chế biến món ăn ngon từ yến nha cả nhà. Đây, và Hiếu không có chiếm cái không gian của chiếm cái talk show của anh Phong nữa. Anh Phong ơi, khán giả đã cũng đã chờ mình lâu lắm rồi, bây giờ mình ra thành phẩm để mình mời khán giả đi anh Phong ha. Và bây giờ sản phẩm chúng mình đã hoàn thành xong, chúng mình bắt đầu cho gia thố. Và cái món ăn của chúng mình là thuộc loại món ăn cung đình thượng hạng nên chúng mình phải cho vào thố sành sứ để có thể nó giữ được cái độ nóng lâu hơn. Thì anh Phong ơi, với cái món mà tổ yến thập toàn đại bổ này á, thì cái công dụng của nó như thế nào, anh Phong có thể chia sẻ đến tất cả khán giả của Hiếu Hải Sản được không? Cái công dụng của món chè yến thập toàn đại bổ này nó có thể giúp cho các bạn dưỡng nhan nè, thanh lọc cơ thể và đặc biệt có thể giúp các bạn ngủ ngon hơn. Cả nhà ơi, đây là cái món mà tổ yến thập toàn đại bổ anh Phong chế biến, Hiếu chỉ là người đứng phụ trợ thôi nha. Đây, cả nhà nhìn thấy rõ không? Chắc không thấy được đâu không cả nhà. Đây, để Hiếu sẽ giúp cận cảnh cho cả nhà cùng thấy ha. Một lần nữa, Hiếu và anh Phong cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi, đồng hành cũng như ủng hộ tất cả các video, clip của Hiếu. Một lần nữa, xin chúc cho tất cả các khán giả yêu thương của Hiếu lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và ủng hộ Hiếu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo của Hiếu nào.